quà tặng tuyệt vời hay lời tri ân. Chương trình tri ân chăm sóc đặc biệt hay lời cảm ơn tại chi nhánh Bình Định sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023. Chương trình là lời cảm ơn gửi đến những khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ chi nhánh Bình Định trong suốt thời gian qua. Đến với chương trình tri ân, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chuyên nghiệp cùng với những ưu đãi chưa từng có. Miễn phí công tơ lọc, thay dầu, miễn phí kiểm tra tổng thể xe, miễn phí test lỗi xe, xóa lỗi xe, tặng lọc nhớt cho các dòng xe VX, NX, TH7, T7H, G7, V7. Giảm giá 40% nhân công sửa chữa trên hóa đơn, giảm 10% dầu động cơ, dầu số, dầu cầu, 5% phụ tùng thay thế khác. Tặng voucher giảm giá 10% cho lần sử dụng dịch vụ, mua vật tư phụ tùng tiếp theo khi check-in trạm dịch vụ chia sẻ trên Facebook. Liên hệ ngay hotline để không bỏ lỡ cơ hội vàng cùng hàng ngàn ưu đãi đặc biệt.